đang không có cá, nhìn thấy con cá là cũng thích lắm rồi. Hey, Marco Bát Ốc TV xin chào các bạn. Chúc các bạn có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và có những phút giây thật là sảng khoái khi xem video này nhé. Hôm nay mình lại tiếp tục vào cái đăng này. Đây là một cái đăng thuộc vị trí gần bờ, đăng số 1. Đây là khách của mình đang trải nghiệm bao đăng ở trong này. Thì hôm nay mình sẽ vào đây mình quay cho các bạn xem cái đăng này hôm nay bắt được con gì. Alo. Có con gì cho nhà mình bắt không? Alo chị. Không có con nào để bắt hả? Đây, mình bắt không có cá thì bắt cua. Không có cá thì mình bắt cua nha. Đây, bắt được một mớ rạm rồi. Mớ này là rạm nha. Cái này ăn được không? Ăn được. Cái này ăn muối ăn không? Nấu canh ăn được. Để xem hôm nay mình không có cá thì xem có cua hay không. Hello, xin chào chị. Đây hả? Bắt trong chuồng đứng như đây hả chị? Đó. Nhiều đây. Đằng này được mấy con cá đù toàn giảm thế vậy? Sao được có 3 con vậy? Đâu để coi xem nào hôm nay có. Bắt hết trong chuồng chưa? Không có cá bắt thì thanh niên nhà ta tắm luôn. Đây bây giờ mình sẽ đi qua chỗ bên kia mình kiểm tra xem là cái đàn này hôm nay được nhiều không. Nhưng mà nó nhỏ xíu mà hả? Đó là trứng mực nang, chắc nó bắt thì bắt còn không bắt thì thả đi cho nó nở thành con. Hello anh. Wow, cá dép nhiều thế. Toàn cá dép thôi. Không thấy cá kia đâu. Hết trong chuồng được như đây hả anh? Đây các bạn, thành phần chính là cá dép của chúng ta. Cá đối thì chắc được khoảng chục con, hơn chục con. Đây là cá mồi hả? Đâu, cá mồi, cá trích này. Cá trích, cá mồi ăn sống này. Nhìn rõ. Ô, đây con bóng luôn. Cá bóng này to ha. Có bóng gì nè. Đúng đúng. Cái đó là cục sứa. Hôm nay không được nhiều cá rồi. Còn con gì không? Ở nhà mình. Có được một con. Được một con gì? Cá. Nè. À. Có hồi nãy giờ cũng có. Đang hôm nay thì thấy toàn cá dép thôi thì có vẻ không ăn thua đâu. Rồi, tôi mới thấy hết cá thôi. Rồi cái đăng này hôm nay thì cái hàm lượng cá nó khá là ít. Tại vì đăng số 1 thì cái xác suất bắt được nhiều cá nó cũng không được cao lắm đâu. Nó chỉ là 50-50 thôi. Nhưng mà dạng gì thì lại rất là nhiều, mấy con dạng này. Bắt trời con gì? Con gì? Mấy con dạng hôm nay là nhiều thế. Hôm nay nếu mà mình bắt dạng về nấu canh ha. Đúng rồi. Con hả? Ừ, thả trứng mực đi con. Nhưng mà có con dứa. Con sứa không sợ, sứa nhỏ đâu ngứa đâu. Sứa nhỏ không ngứa mấy. Đây là trứng mực nang nha các bạn. Rất là nhiều bạn sợ nó. Con sứa thì không sợ. Đây nhưng mà trứng mực nang. Cho các bạn xem. Đó, con mực nó còn nhúc nhúc ở trong này các bạn. Nếu mà các bạn nào tinh mắt thì có thể nhìn thấy nó. Đó, mai mốt nó sẽ nở ra thành con mực nang. Mực nang. Thả nó đi. Anh nhìn nó đẹp đi. Đúng rồi, khi gặp con đó thì thôi mình cứ thả nó đi. Ăn cũng chả có ngon gì đâu. Không có cá. Không có cá bây giờ thì ngồi nghịch nhìn mấy con rạm. Thôi lâu lâu xuống đây rồi thì không có cá thì mình bắt được con gì thì bắt. Vui thôi ha. Con gì? Có tôm nữa hả? Hay vậy. À, hai con cá. Hai con cá. Cá hả? Cá, cá. Cá đù, cá đối. Ồ, đang không có cá, nhìn thấy con cá là cũng thích lắm rồi. Nhìn thấy con cá là muốn bắt liền rồi. Mang về ra ăn muối ngon lắm á. Ra muối nấu canh, ăn được. Con đây nè, đấy, con cá bóng kìa, bóng đục kìa. Đấy,
Ôi, chú bắt con nó chạy đâu mất rồi, không nhìn thấy được đâu. Nhìn thấy nhưng mà chạy mất dấu rồi, khó lắm. Bắt đi, bắt đi là chú cho lên viral luôn, TikTok luôn. Ê, nó đâu rồi? À, có bắt con này không? Làm con rạm đi. Nó phê. Dưới cát á. Vô. Hôm nay đăng này thì toàn rạm thôi, cá thì chẳng thấy đâu hết. Đúng rồi, người lớn thì điều hưu rồi. Không, dưới đây cá nhậu sơ sơ cũng được. Tối mua thêm. Đúng rồi, mua thêm. Thực ra cái đăng này thì trải nghiệm thôi chứ còn cá này nữa. Dạ đúng rồi. Cao hơn tí, cho nên không đổi được. Hai cái này thì nếu mà không có khách thì đổi được. Trứng mực đó, bỏ ra đi. Trứng mực đúng rồi. Nhưng mà có